Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều có những may mắn thăng trầm khác nhau. Tại mỗi thời điểm sẽ có những người cực kỳ may mắn. Trong ngày 3 tháng 9 âm lịch này, những con giáp sau đây có tài vận đỏ rực, công việc vô cùng thuận lợi, cấp trên ưu ái, đồng nghiệp hòa đồng, giúp đỡ hết mình, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về, nhiều không đỡ nổi. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết mình có thuộc một trong những con giáp may mắn này hay không. Một, tuổi Tý. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý may mắn được tam hợp cục che chở nên thể hiện được bản lĩnh và sự nhanh nhẹn của mình trong mọi vấn đề gặp phải. Dù phải đối mặt với khó khăn nào trong công việc cũng đều nhanh chóng xử lý một cách khéo léo nhất có thể. Tình hình tài chính của bản mệnh cũng vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng, đặc biệt là những người làm việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo hoặc kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả. Con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào, cho nên những kế hoạch mà bản mệnh thực hiện đều mang lại kết quả tích cực. Cục diện kim sinh thủy, thân kim sinh cho Tý thủy còn mang tới những tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của quý Tý. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn, yêu và được yêu, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mà chẳng suy nghĩ quá nhiều. Vậy nên những gia chủ tuổi Tý, để được nhiều may mắn hơn nữa, các bạn hãy nhớ luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi và gia tăng tài lộc cho người tuổi Tý. 2. Tuổi Sửu. Theo các nhà tử vi chiêm tinh học cho biết, tuổi Sửu có được sự quyết đoán và dứt khoát khi đứng trước những lựa chọn quan trọng trong hôm nay. Nhờ tỷ kiên soi chiếu, bạn có thể đi trước người khác, trở thành nhân vật nổi bật và giành nhiều lợi thế về phía mình. Dù năng lực của bạn đã được khẳng định, nhưng không phải việc gì con giáp này làm cũng đúng, nên đừng khoe mẽ quá về khả năng của bản thân. Sự thật là ngoài kia còn rất nhiều người tài giỏi, thậm chí hơn bản mệnh rất nhiều. Vì vậy hãy luôn giữ tâm thế cầu thị, học hỏi thế giới xung quanh mình sẽ tốt hơn cho tương lai của bạn. Chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng khá thuận lợi nhờ thổ sinh kim. Những áp lực trong cuộc sống và công việc của con giáp này dường như chẳng còn là gánh nặng với bạn mỗi khi bạn ở bên cạnh người ấy. Đối phương là nguồn an ủi và động viên lớn lao với bạn. Vậy nên những gia chủ tuổi Sửu để được nhiều may mắn hơn, hãy nhớ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi và gia tăng tài lộc cho người tuổi Sửu. 3. Tuổi Thìn. Các nhà tử vi học dự báo về những may mắn mà tuổi Thìn có thể gặp được nhờ cục diện tam hợp thái tuế che chở. Sự nghiệp thăng hoa hơn, bạn không hề nao núng trước những khó khăn hay biến cố bất ngờ xảy ra mà vẫn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một cách hiệu quả nhất. Chẳng những vậy, tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ. Đặc biệt là chuyện làm ăn kinh doanh rất thuận lợi, thậm chí con giáp này còn có cơ hội mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai. Ngày ngũ hành sinh xuất khiến chuyện tình cảm có phần sa sút, cả bạn và nửa kia đều có quan điểm trái ngược, trong khi ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình, muốn người kia làm theo ý mình. Cứ thế tranh cãi bùng nổ, mâu thuẫn nảy sinh là điều tất yếu. Vậy nên những gia chủ tuổi Thìn để được hòa hợp vợ chồng và có được nhiều may mắn hơn, hãy nhớ luôn mang theo mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi và tăng cường tài lộc cho người tuổi Thìn. 4. Là tuổi Tỵ. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, nhờ được lục hợp tương trợ, tuổi Tỵ nên tận dụng thời cơ này để phát triển sự nghiệp cá nhân lên một tầm cao mới. Con giáp này đã xác định được mục tiêu dài hạn của mình, có cột mốc để hướng đến chứ không còn mông lung, mơ hồ như trước. Tin vui nữa là vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ cũng đang tiến triển vô cùng hanh thông và thuận lợi. Con giáp này tìm được thời cơ để phát huy khả năng, thế mạnh của mình. Nhờ thế mà làm việc gì cũng hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc dư dôi, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo, gạo tiền như nhiều trước nữa. Cát khí còn báo hiệu người cầm tinh rắn có vận đào hoa khởi sắc. Con giáp này đón nhận những tin vui tốt lành trong chuyện tình cảm. Bản mệnh có thể gặp được đối tượng ưng ý, có khả năng trở thành một nửa của mình trong tương lai khi những rung động lúc ban đầu của hai bạn vẫn khá mãnh liệt. Vậy nên những gia chủ tuổi Tỵ để được nhiều may mắn hơn, hãy nhớ luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi và tăng cường tài lộc cho người tuổi Tỵ. 5. Tuổi Mùi. Các chuyên gia tử vi chiêm tinh cho biết,
Người tuổi Mùi trong ngày được tài tinh chính tài chiếu mệnh nên phương diện tài lộc tiền bạc rất dồi dào, nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả. Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán cũng có thể gặp được nhiều đối tác đáng tin cậy, hàng hóa nhận được sự yêu thích của khách hàng nên lưu thông rất thuận lợi. Bạn còn nhạy bén với sự thay đổi của thị trường nên luôn có những kế hoạch độc đáo và thu hút tốt. Cục diện thổ sinh kim nên chuyện tình cảm của người tuổi Mùi khá bình yên, không có quá nhiều biến động. Con giáp này biết cách điều chỉnh mối quan hệ và không để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Bạn hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại. Vậy nên những gia chủ tuổi Mùi, để được nhiều may mắn hơn, hãy nhớ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi và gia tăng tài lộc cho người tuổi Mùi. 6. Tuổi Dậu. Chuyên gia tử vi học cho biết nhờ có chính quan xuất hiện, tuổi Dậu gặp nhiều may mắn ở phương diện công danh sự nghiệp. Các thần này sẽ giúp bạn có được cơ hội hợp tác với nhiều người có chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm. Bản mệnh có thể sẽ trở thành trung tâm của nhóm và gặt hái được nhiều thành công. Tài vận cũng được cải thiện nhờ sự nỗ lực và sự tích lũy không ngừng nghỉ trong suốt thời gian vừa qua. Thu nhập được đảm bảo tạo ra sự tự tin cho con giáp này. Nhờ vậy bạn cũng có thể mạnh dạn theo đuổi những ước mơ mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. Vậy nên những gia chủ tuổi Dậu, để được nhiều may mắn hơn, hãy nhớ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi và gia tăng tài lộc cho người tuổi Dậu. 7. Tuổi Tuất. Trong ngày mùng 3 âm lịch này, các nhà chiêm tinh tử vi cho biết do được thiên tài chiếu mệnh sẽ mang tới nhiều cơ hội kiếm tiền cho người tuổi Tuất, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Vận trình tài lộc tăng tiến không ngừng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Con giáp này chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cũng có thể thành công, tiền bạc vô cùng dồi dào. Tuy nhiên cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh, tiền bạc kiếm được nhưng nếu người tuổi Tuất không biết cách quản lý tài chính thì tiền có chất thành núi cũng sẽ sớm hao hụt. Đây là lý do khiến cho con giáp này chẳng thể giữ nổi tiền bạc trong tay. Cục diện thổ sinh xuất cho kim còn cảnh báo Tuất về những rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Tình cảm vốn không thể gượng ép, nếu cứ chỉ có một bên cố gắng thì sớm muộn gì mọi thứ cũng đổ vỡ. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội để thay đổi tình trạng hiện tại. Vậy nên những gia chủ tuổi Tuất, để được nhiều may mắn hơn, hãy nhớ luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân Sần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi và gia tăng tài lộc cho người tuổi Tuất. Tử vi chi tiết của người tuổi Tuất như sau. Tử vi tuổi Giáp Tuất 1994, ngũ hành hỏa, người kinh doanh buôn bán có thêm cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi Bính Tuất 1946 và 2006, ngũ hành thổ, tài lộc tăng tiến, tiền bạc vô cùng dồi dào. Tử vi tuổi Mậu Tuất 1958, ngũ hành mộc, cần biết cách quản lý tài chính để tránh hao hụt. Tử vi tuổi Canh Tuất 1970, ngũ hành kim, đề phòng những rạn nứt trong quan hệ tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982, ngũ hành thủy, tình cảm cần cả hai bên cùng vun vén. Để tăng cường thêm may mắn, những gia chủ tuổi Tuất cần chọn những màu sắc cát tường như màu nâu và màu cà phê. Bên cạnh đó, để có được quý nhân phù trợ giúp đỡ, các bạn hãy luôn chơi với những người tuổi Dần, Ngọ, Mão để công việc được hanh thông và thuận lợi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm hiểu ra 7 con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 3 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!